Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng độ 6 giờ 20 phút tối ngày 13 tháng 9 năm 2021. Và các bạn nhìn trên màn hình ha, góc tay trái, sổ sức khỏe điện tử. Đây là một cái app do Bộ Y tế Việt Nam làm. Thì bây giờ mình sẽ vô sổ sức khỏe điện tử ha. Đây, các bạn thấy nè, xin chào Lý Thanh Tùng. Bây giờ các bạn để ý góc tay phải, góc dưới cùng dưới đây ha, chữ cá nhân nè. Bây giờ mình vô cá nhân. Rồi mình vô một hồ sơ sức khỏe. Lý Thanh Tùng. Bây giờ các bạn để ý nè, tiêm chủng COVID-19. Ở đây các bạn sẽ thấy nè, ngày 13 tháng 9 năm 2021 mình có tiêm chủng Verocell, mũi này là mũi thứ hai. Thì cái app này đang thiếu cái mũi thứ số 1 của mình là ngày 16 tháng 8 năm 2021, trong khi Huy và Quỳnh đi chung với mình á thì đã có đầy đủ cả hai cái mũi đó ở trên cái app này. Như vậy là vẫn thiếu một mũi và do đó mà mình mới có thẻ vàng mà thôi chứ chưa có thẻ xanh các bạn. Bây giờ mình thoát ra ha, mình sẽ cho các bạn xem cái thẻ vàng. Và mình đã điền một số thông tin lên báo cáo cho cái app này rồi, là mình đã tiêm mũi 1 vào ngày 16 tháng 8. Các bạn để ý nè, vaccine Verocell đó, COVID-19 ha, ngày 13 tháng 9 2021. Bây giờ chúng ta thoát ra, bù lại. Rồi các bạn nhìn nhìn nè, chứng nhận ngừa COVID bên góc tay trái, hàng thứ hai. Mình click vào nhé. Ở đây là đã tiêm một mũi vaccine. Đó, các bạn thấy ha. Và sau đây là sổ sức khỏe điện tử của Huy. Bây giờ mình vô nha. Rồi, các bạn nhìn một cá nhân, góc tay phải, góc trong cùng luôn. Hồ sơ sức khỏe Nguyễn Thái Uy, tiêm chủng COVID-19. Các bạn thấy nè, ngày 16 tháng 8 năm 2021 chích Verocell mũi 1, ngày 13 tháng 9 2021 chích Verocell mũi 2. Bây giờ mình sẽ thoát ra ha, mình sẽ vô cái một thẻ xanh. Các bạn xem, ngày 16 tháng 8 cũng chính là cái ngày mình đi đi chích chung với Huy ở trường Sống Củi á. Đây. Rồi, một chứng nhận COVID hàng thứ hai bên góc tay trái. Đã tiêm hai mũi vaccine. Ở đây có là chứng nhận ngừa COVID đã tiêm hai mũi vaccine. Chưa có thông tin xét nghiệm hay là xét nghiệm về âm tính hay dương tính đó các bạn. Và bây giờ là khoảng độ 7 giờ tối các bạn. Tối hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì đây? Vịt kho sả ớt. Vịt kho sả ớt. Hồi chiều này còn nửa con vịt đó các bạn. Và hôm nay mình quay video này theo cái chiều đứng luôn. Bởi vì nãy mình quay hình cái sổ sức khỏe điện tử là theo chiều đứng, không có chiều ngang. Đây bằng xả ớt. Thì nửa con vịt chắc ăn sẽ không đủ, làm thêm món thứ hai, đó là món cải xà bấu chiên hột vịt. Và đây là cải xà bấu các bạn, giờ đem ngâm nha. Một lát chiên với hột vịt. Rồi bây giờ cho dầu vô. Làm gì Quỳnh? Quay nước màu. Thắng nước màu. Bạn nào xem lâu sẽ biết là Quỳnh luôn luôn thắng nước màu với đường. Mai mốt sẽ mua cái nước màu dừa cho nó gọn. Nửa con vịt còn lại. Hồi nãy em chích Verocell cái tay em bị đau ở Quỳnh. Ờ, lấy nhức quá. Cái mũi thứ hai tay của mình hơi bị đau. Nó té.
mình đi bình thường các bạn. Thế nhưng mà nó từ sau lưng nó cũng lạ luôn á. Dạ. Do bữa là chỉ nhức này thôi. Ừ. Từ sau lưng nó qua. Cái mũi thứ hai của mình thì ngay cái tại cái điểm chích á, nó chỉ hơi ngứa chút xíu thôi, cho tới thời điểm hiện tại nha. Quy với bình thường. Chứ biết chỉ mới ba lâu. Ừ. Cái nhiệt nó không có nó bằng cái máy cái của mình. Cái gì là màu chưa? Rồi, chuyển màu vàng vàng rồi đó. Giờ làm gì, cho xả với ớt vô hả? Đây, cho vịt vô. Cho xả ớt xào. Rồi, xả ớt xào vô. Đó. Quét. Ồ, mà nhiều nước luôn. Nóng quá. Rồi, cho thịt thịt vô. À. Khi nào chín mình sẽ quay lại để cho nó săn lại, đúng không? Có làm gì nữa không? Có, bỏ bột ngọt, nước mắm. Ờ. Rồi, cho chút xíu bột ngọt vô. Rồi, giờ tới muối. Đường. Nước này muốn xài muối. Không xài muối hay nước mắm à? Rồi. Tí xíu nước mắm. Xíu nước mắm. À, tí xíu. Nè, chi chai nước mắm nhà mình xài được mấy ngày hết rồi. Mấy bữa nay thì cái nước mắm hay là dầu cái gì cũng tăng hết. Ác địa luôn. Hồi đó chai nước mắm thì có 18.000 à. À, bữa nay nhiều. 17.000 à, được 18. Ừ. Bữa nay 25.000, bữa chỉ ba mua 30. Gấp đôi luôn á. Ừ. Còn đường á hồi đó có 14.000 ký. Cái đáng buồn ở chỗ là không biết quản lý sao. Nhưng mà vật giá leo thang quá luôn á, thiệt á. Chi phí gia tăng quá nhiều, cũng là than trời. Và trong khi đồng bằng sông Cửu Long rồi các tỉnh khác thì gọi là cái nguồn rau củ quả mọi thứ rất là nhiều. Không tiền là chết. Ừ. Xong con dịch, tại em có nước dừa mỗi người không? Ừ. Tiếc mình không có nước dừa. Rồi giờ để cho nó săn lại đúng không? Chua anh, chế nước dừa nữa. Chế nước dừa hả? Rồi, cho miếng nước vô. Giờ hầm nữa đúng không? Thì trong lúc đợi cái món vịt nó sắp nước lại, bây giờ mình sẽ xào đồ chiên chứ. Còn vịt chiên cả sao bấu. Để đây quay theo cái chiều nghiêng này là rất là khó quay. Cảm giác nó cũng quen tay. Rồi, cả sao bấu vô. Này chứ cần nêm chút xíu bột ngọt thôi, không cần muối nữa rồi. Ok các bạn. Bà. Rồi, chuẩn bị cho đây là hột vịt, hột gà đây ta. Hột gà đúng không? Dạ, vậy ta. Trộn chung mà. Cho vô được chưa? Ok rồi đó hả? Củ cải vô nó. Trong lúc đợi củ cải vàng các bạn, thấy không? Ồ, soi sùng sục luôn cái phần thịt vịt. Rồi, cho một cục hột gà vô.
19,9 triệu. Rồi nó phồng lên rồi nè. Rồi sao? Ok. Khứa làm tư. Xíu nữa đi. Lật qua. Bên ngoài trời đang mưa lớn quá trời. Ôi bộ nó bể à. Bên kia kìa. Đưa luôn mấy ba. Tiếng mưa lớn quá trời. Đây, ngoài trời đang mưa. Đây, đã chín hai mặt, thơm ha. Em có nghe cái mùi cá sấu mùa không các bạn? Có. Cái mùi nó mặn mặn. Mùi sấu bấu. Rồi, cho anh chụp hình cái. Rồi, đây các bạn. Món gì? Vịt kho sả ớt. Vịt kho sả ớt đã xong. Nãy mình nếm thử cái hột vịt mà chiên cả sả bấu á, rất là thơm và ngon nha, rất ngon luôn á. Còn cái món vịt này chưa thử, để nó sắc lại rồi khỏi quá mờ luôn. Rồi mời các bạn cơm tối. Ôi đậm đà dữ à, có lít một miếng. Cái này với cơm trắng rất là ngon. Sao vậy? Dạ, trời vẫn còn mưa, mưa lớn quá.